Nhìn những hình ảnh này, sẽ không ai biết đâu là làng ô tô, đâu là làng xe máy, vì nhìn đâu đâu cũng thấy xe máy. Đó là những gì đang diễn ra mỗi ngày trên đường Phạm Văn Đồng, tuyến đại lộ đẹp nhất của thành phố. Cuối tháng 4 năm 2016, để giảm áp lực cho làn xe máy trên đường Phạm Văn Đồng, Sở Giao thông Vận tải cho phép xe hai bánh lưu thông vào một làn sát giải phân cách trên phần đường ô tô trong giờ cao điểm, từ 6 giờ đến 8 giờ sáng và từ 16 giờ đến 19 giờ tối. Tốc độ tối đa đối với làn đường này được điều chỉnh từ 80 km/h thành 60 km/h. Kể từ đó, đường Phạm Văn Đồng như ong vỡ tổ vào các khung giờ cao điểm. Xe máy không chỉ một làn mà 2, 3, 4 và tất cả các làn, làn nào cũng có xe máy. Tới cuối tháng 5 năm 2019, Sở Giao thông Vận tải tăng thêm 1 giờ được lưu thông đối với làn đường này. Ô tô thì luôn luôn chạy theo một tốc độ như là quy định sẵn thôi. Vì đường bằng, đường thẳng, đường băng thì người ta sẽ chạy với tốc độ nhanh. Nhưng mà nếu xe máy mà chạy như thế thì nó lấn đường ô tô thì nó sẽ xảy ra tai nạn, nguy cơ xảy ra tai nạn là cao. Mình đi nhưng mà mình đi như thế nào, mình nép vô đi nhường quyền cho xe ô tô người ta đi thì mình phải đi nép nép ở trong đây. Bởi vì mình cứ thông thả mình đi cái nép vô trong cái lằn xe có gắn máy mình đi. Tại sao mà mình không đi mà mình phải lấn qua cái lằn xe ô tô mà che khuất cả xe ô tô của người ta mà đi, mà có thể là nó mà đi nó vượt quá cái tốc độ. Mà theo chú mà nhìn ở đây mà nhìn xuống đó, có những chiếc xe nó đi nó cả 80 km/h. Tuyến đường này cho phép xe ô tô được chạy với vận tốc tối đa là 80 km/h, nên việc người đi xe máy chạy bất chấp như thế sẽ nguy hiểm tới chính bản thân của họ. Sở Giao thông Vận tải đã cố tình đặt biển báo tốc độ 80 của xe ô tô ngay làn xe máy để người dân chú ý. Thế nhưng không chỉ lấn làn, nhiều người đi xe máy còn có dấu hiệu phóng nhanh, lạng lách, chuyển làn vô tội vạ. Và đã có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường này. Mới đây nhất, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 27 tháng 10, hai nam thanh niên phóng nhanh với tốc độ kinh hoàng theo hướng từ Bình Lợi về Linh Xuân. Khi qua khỏi cầu Gò Dưa, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, xảy ra va chạm với nhau. Hậu quả làm hai xe máy văng xa cách nhau hàng chục mét. Hai thanh niên cũng nhập viện cấp cứu, máu me bê bết. Đúng 2 ngày sau, một người đàn ông đi xe máy vào làn ô tô khi tới giao lộ Cá Sấu Hoa Cà đã xảy ra va chạm với một xe ô tô. Chiếc ô tô bỏ chạy sau đó, còn người đàn ông thì được xe taxi chở đi cấp cứu. Ông Ngô Hải Đường, trưởng phòng quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc cho xe máy đi vào làn ô tô đã giải tỏa được rất nhiều áp lực giao thông trên đường Phạm Văn Đồng. Tuy nhiên, do tình trạng người dân chạy khắp các làn sẽ rất nguy hiểm, nên sắp tới sở sẽ nghiên cứu lắp đặt các giải phân cách và cọc tiêu ngăn giữa làn ô tô và xe hai bánh. Tuy nhiên, việc này phải chờ kinh phí và dự kiến phải qua năm 2020 mới thực hiện được. Trong khi đó, theo lãnh đạo đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn, việc xử lý xe máy đi vào làn đường cấm còn gặp khó khăn ở việc dừng xe vi phạm. Vì xe máy khi chạy vào làn đường ô tô thường đi rất nhanh, cảnh sát giao thông khi dừng xe thì phải bảo đảm an toàn cho mình và cho người tham gia giao thông, nên không thể cứ lao ra đường chặn xe vi phạm. Vì vậy, mỗi người tham gia giao thông cần phải nâng cao ý thức của mình, chấp hành luật để đảm bảo an toàn cho mình và những người tham gia giao thông khác, chứ không phải chỉ đi đúng luật vì sợ cảnh sát giao thông.